Xin chào các bạn nha. Hiện nay tôi đang có mặt tại nhà thờ giáo họ Tây Cát. Nhà thờ giáo họ Tây Cát nằm ở xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Quản nhiệm là Linh Mục Chánh Sứ, Giáo Sứ Liên Phố. Và hôm nay tôi sẽ cùng các bạn cùng tham quan cái ngôi nhà thờ giáo họ Tây Cát này nha. Đây là phía trước của nhà thờ giáo họ Tây Cát, gồm có ba cái tháp chuông, tháp chính giữa là cao nhất. Chính giữa tháp chuông ta thấy có tượng Đức Mẹ, bên dưới là những thiên thần, Thăng Thiên Thánh Mẫu năm 2008. Và đây là khuôn viên phía trước của nhà thờ. Cái khuôn viên phía trước của nhà thờ chúng ta thấy cũng khá là hẹp, không được rộng cho lắm. Và đây là phía mặt tiền của cái nhà thờ đấy các bạn. Đây là cái hiên của nhà thờ. Khuôn viên phía trước của nhà thờ khá là hẹp, nhưng chúng ta thấy họ trồng cũng khá là nhiều những cây cảnh. Và đây là cái tháp chuông bên phía tay phải của nhà thờ đấy các bạn. Chúng ta sẽ cùng ngắm cái kiến trúc của ngôi nhà thờ này. Hai cái tháp chuông hai bên thì thấp hơn so với cái tháp chuông chính giữa. Còn đây là một cây bonsai được đặt trên một cái am. Cây này lá rất là xanh tươi các bạn. Có lẽ là nó được nhiều nước. Cái xe mà nhiều nước thì lá là xanh. Đây là một cái bậc thềm phụ để đi lên để vào cái để đi vào nhà thờ đấy các bạn. Đây là cái không gian khuôn viên phía bên tay phải nhà thờ, chúng ta thấy khá là thoáng mắt và sạch sẽ. Những hàng cây bonsai rất là đẹp. Ở bên ngoài chúng ta thấy có rất nhiều những bức phù điêu nói về cuộc đời của Đức Chúa Giêsu. Đây là một cái góc quay, một cái quay toàn cảnh về cái kiến trúc của nhà thờ. Chúng ta thấy kiến trúc của nhà thờ nó là kiến trúc vô tích, mái vòm. Và cái mái ở nhà thờ thì gồm có 4 mái, chia làm 2 tầng. Từ góc quay chúng ta thấy nhà thờ rất là đẹp. Đây là hình ảnh của cây bonsai đấy ạ. Gần chỗ một cái tượng đài bên phía tay phải. Hình ảnh của Chúa Giêsu đang vác cây thánh giá. Phía sau chúng ta thấy có cái cổng, cái không gian rất là thoáng, rất là đẹp. Lối kiến trúc vô cùng quen thuộc.
Chúa Giêsu bắc kê thánh giá. Và đây là phía bên hông bên tay phải nhà thờ nha mọi người nhé. Trên cái chánh điện, cái chánh tòa của nhà thờ là một tượng vô cùng thiêng liêng, một cái thánh giá. Tượng của Đức Mẹ này các bạn. Đây là phía sau nhà thờ đấy các bạn. Mặc dù là một nhà thờ cấp giáo họ thôi, nhưng chúng ta thấy là một cái nhà thờ như vậy mà xây là cấp giáo họ cũng rất là tuyệt vời. Nên là chúng ta đứng từ phía sau để quan sát lên này. Phía sau nhà thờ chúng ta thấy có một cái tấm bia để là kỷ yếu kỷ niệm giáo xứ Tây Các thuộc về giáo phận Bùi Chu. Và hai bên chúng ta có hình ảnh của một cái nhà thờ cũ và một cái nhà thờ mới. Đây là hình ảnh phía bên tay trái của nhà thờ các bạn. Chúng ta thấy có một cái nhà đang được xây dựng và những công nhân người ta đang làm đấy các bạn. Bên ngoài là những hàng cau và bên dưới hà hậu người ta trồng rất là nhiều cau các bạn nhé. Tôi đi xuống mấy lần thì tôi thấy những cái đường đi vào những cái nhà, kể cả nhà của người dân thôi, dân sự ấy. Chúng ta thấy là họ trồng rất là nhiều cau, nhìn rất là đẹp. Bên trong là chúng ta thấy hàng cau bộ. Đây là một cái góc quay toàn cảnh khác về nhà thờ, được quay từ bên dưới lên. Một ngôi nhà thờ giáo họ vô cùng đẹp. Và một cái màu sơn này tôi nghĩ là cũng rất là khỏe khoắn và nó hạn chế được khi mà
so với màu sơn vàng hay màu sơn trắng thì khi cái nước mưa nó vào thì nó thường hay bị nấm mốc, bị những cái rêu nó mọc lên. Nhưng với cái màu sơn đen thì nó sẽ hạn chế được những cái vết loang lổ của nấm hay là của rêu nó mọc lên. Đây người ta trồng khá là nhiều hoa cúc, một cái màu hoa cúc màu vàng rất là đẹp. Đây là cái cây bonsai mà chưa được cắt tỉa đấy các bạn, lá và lá khá là tốt, xung xuê. Và video mình làm về nhà thờ giáo họ Tây Cát xin tạm dừng ở đây nhé, để hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.